hai bố con. Anh không lấy một cục cụ đấy à? Em nhìn thấy một cục như này luôn này, nhìn vào mắt của bên kia cơ. Và xin được thông báo chó số 20 đã được giám khảo quyết định trao CIC danh hiệu chó đẹp cấp quốc gia của Việt Nam. Và đồng thời đây cũng là hai con chó đực đẹp nhất và chó cái đẹp nhất cuộc thi ngày hôm nay cũng sẽ tranh giải Best in Show ở trong phần tiếp sau. Xin mời các anh chị một tràng vỗ tay cho phần thi cuối cùng này. À, xin mời các anh tạm thời có để cái khoảng trống để cho hai con chó nó chạy. Hai anh cho chó chuẩn bị chạy. Chạy đi ạ. Anh cho chó chạy luôn ạ. Đi từ anh từ chạy. Hoàng ơi, xin chúc mừng giám khảo đã được quyết định. Ra ôm ơi, ra ôm kìa, chúng mày ra ôm đi. Nhanh lên. Lót, lót. Ê, ê. No, no, no.